Thầy chào các em, hôm nay thầy lại đến với các em với bộ môn toán của lớp 1. Đầu tiên, các em hãy chuẩn bị cho thầy 1. Cuốn sách học sinh toán 1. 2. Cuốn vở bài tập toán 1, tập 1 có kèm sách điện tử được dán ở phía sau bìa 4 của quyển sách. Nếu các em vẫn chưa có sách dạng như thế này, các em hãy nói bố mẹ hoặc anh chị truy cập vào trang web icbook.vn để được hỗ trợ. Bài học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em biết cách đọc, viết các số 1, 2, 3, biết đếm xuôi từ 1 đến 3 và đếm ngược từ 3 về 1. Thứ hai là giúp các em nhận biết được số lượng các nhóm 1, 2, 3 đồ vật và thứ tự các số 1, 2, 3 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên. Các em hãy xem hình sau đây. Hình này có một chú chim, hình này có một bé gái, hình này có một chấm tròn và chúng ta gọi đây là một. Tương tự, các em hãy xem hình này có hai chú mèo, hình này có hai bé, hình này có hai chấm tròn và chúng ta gọi đây là 2 và viết số 2. Tương tự, các em quan sát. Hình đầu tiên có 3 bông hoa, hình tiếp theo có 3 em bé, hình tiếp theo có 3 chấm tròn và chúng ta gọi đây là 3 và viết số 3. Bây giờ các em hãy xem hình này có một khối cho nên ta nói là số 1. Hình này có hai khối, ta viết là số 2. Hình tiếp theo có 3 khối, ta viết số 3. Và tương tự, chúng ta xem hình này có 3 khối, hình này có 2 khối, hình này có 1 khối và ta viết tương tự 3, 2, 1. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Các em hãy viết số vào ô trống theo mẫu. Mẫu đề cho là chúng ta xem hình có một chiếc ô tô, do đó ta điền số 1. Bây giờ chúng ta xem hình này có 2 bong bóng, do đó ta điền số 2. Hình tiếp theo chúng ta xem trong hình này có 3 đồng hồ, do đó ta sẽ điền số 3. Hình này có một chú rùa, do đó chúng ta sẽ điền số 1. Hình tiếp theo chúng ta có 1, 2, 3, 3 con vịt, do đó ta điền số 3. Và hình cuối cùng chúng ta có 1, 2, 2 chiếc thuyền, do đó ta sẽ điền số 2. Như vậy các em đã hình dung ra được cách điền số, nhận biết số trong từng nhóm đồ vật. Chúng ta qua bài tiếp theo. Các em hãy viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp vào ô trống. Bài đầu tiên, bài này yêu cầu chúng ta viết số hoặc là chúng ta vẽ số chấm tròn vào ô trống thích hợp. Hình đầu tiên chúng ta nhìn thấy có một chấm tròn, do đó chúng ta sẽ điền số 1. Hình tiếp theo chúng ta có hai chấm tròn, do đó chúng ta sẽ điền số 2. Và hình thứ ba, các em xem 1, 2, 3 có 3 chấm tròn, do đó chúng ta sẽ điền số 3. Chúng ta nhận xét đề cho đây là số 3, vậy chúng ta sẽ điền 3 dấu chấm tròn vào ô trống phía trên. Như vậy chúng ta sẽ điền 3 dấu chấm tròn. Đề cho chúng ta là số 2. Như vậy chúng ta sẽ điền 2 dấu chấm tròn vào số 2.
Đề cho chúng ta là số 1, do đó chúng ta điền một dấu chấm tròn vào ô trống. Để các em thực hành được nhuần nhuyễn và tốt hơn thì các em hãy sử dụng cái sách điện tử iSeaBook của cuốn vở bài tập toán 1 tập 1 để chúng ta thực hành các bài tập trong cuốn sách này qua cái bài là các số 1, 2, 3. Bây giờ các em hãy mở sách điện tử iSeaBook của cuốn vở bài tập toán 1 tập 1 để các em làm bài tập. Bây giờ các em vào bài số 6. Bài 6, các số 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 1. 1, viết số. Các em hãy nhìn từng bước và viết số của số 1 để các em thực hiện việc viết số. Bây giờ các em hãy xem hướng dẫn viết số 2. Tiếp tục, các em hãy xem hướng dẫn viết số 3. Như vậy, qua 3 cách viết, hướng dẫn viết số 1, 2, 3, các em hãy thực hiện việc viết số của mình vào cuốn vở bài tập toán 1 tập 1. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em qua bài tập số 2. 2. Số. Các em hãy kích vào nút học sinh làm bài để chúng ta làm bài tập. Các em hãy nhìn hình. Hình đầu tiên chúng ta có một chú chim, do đó ta điền số 1. Hình thứ hai chúng ta có hai bông hoa, do đó chúng ta điền số 2. Tương tự như thế, các em điền số tương ứng với hình đã cho. Sau khi các em thực hiện bài tập, các em hãy kích vào nút kiểm tra để kiểm tra bài làm của mình và kích nút lưu lại để lưu lại kết quả bài làm của mình. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em bài tập số 3. 3. Viết số tích hợp vào ô trống. Tương tự như bài tập số 2, các em nhìn xem mỗi ô như thế có bao nhiêu dấu chấm tròn, các em điền số tương ứng vào ô trống. Thầy ví dụ, ô này có một dấu chấm tròn, do đó ta điền số 1. Tương tự như thế cho các ô còn lại. Sau khi các em thực hiện xong, các em hãy kích vào nút kiểm tra để kiểm tra bài làm của mình. 3. Vẽ số chấm tròn thích hợp. Đối với bài này, các em nhìn người đề cho là số 3. Do đó chúng ta sẽ điền 3 dấu chấm tương ứng vào ô 1, 2, 3. Tương tự như thế cho hai ô còn lại. Sau khi các em thực hiện bài tập, các em sẽ kích vào nút kiểm tra để kiểm tra bài làm của mình và kích nút lưu lại để lưu lại kết quả bài làm của mình. Các em cố gắng thực hiện cho tốt bài làm của mình. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Về nhà các em thực hiện cho thầy hai phần. Phần thứ nhất, các em hãy ôn lại các kiến thức thầy đã hướng dẫn cho các em. Phần thứ hai, các em làm lại các bài tập trong sách giáo khoa, cũng giống như trong cuốn vở bài tập toán 1 tập 1. Và các em nên nhớ, hãy sử dụng sách điện tử iSeaBook để làm bài tập. Chúc các em học tốt.